Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình của mình khám phá trên những cái hòn đảo trên không ha. Hiện tại thì mình đang ở dưới địa ngục và mình đang có dự định là sẽ tiến tới cái lâu đài ở bên kia. Mình nghĩ hôm nay với cái bộ giáp cũng như là thanh kiếm kim cương này thì chắc mình có thể khám phá được cái lâu đài đó đó. Nên hãy cùng mình qua bên đó nha. Nhưng mà trước tiên thì phải làm thật là nhiều những cái phiến cái đó để mình bắt block qua bên đó. Rồi, có cả đống phiến rồi, chiếc này tao hồ mà đặt luôn. Đi. Đặt cô. Bên đó nào. Cái lâu đài này á mình thấy nó rất là to luôn, không biết là bên trong nó có chứa rương đồ các thứ hay không á. Và quan trọng hơn là nó sẽ được canh gác bởi cái con boss gì. Cái điều mình sợ nhất là con boss thôi chứ. Cái lâu đài bự này thì mình không sợ đâu. Hy vọng là con boss này mình có thể đánh bại được nha. Và mình cũng có mang theo cây cung á, là vũ khí mà hôm qua giúp mình đánh bại được boss rồng lửa. Mình cứ tưởng là mình xác định với con rồng lửa rồi, nhưng mà nhờ cây cung thì mình đã gỡ gạt được rất là nhiều ha. Rồi, hy vọng hôm nay cây cung sẽ tiếp tục phát huy công dụng. Và mình đang tiến rất là gần tới cái lâu đài bên đây rồi nè. Liệu rằng đây là con boss gì đây? Chuẩn bị, chúng ta gần tới rồi. Một xíu thôi. Element Nether Dragon. What? Lại là một con rồng nữa. Và lần đây là con rồng địa ngục. Cắn rồi. Ui, còn có những con mắt ma trên đó nữa. Ui, đây. Ui, nó thấy mình rồi, con rồng địa ngục này. Ủa, nó đâu rồi? Trời ơi, nó tấn công kìa. Nó bay lên thì mình bắt. Nó bay lên mình không thấy nữa. Mình phải né những cái chỗ mà nó bắn ra nha. Rồi nó xuống rồi nè, cận chiến nó. Ui. Ô, nó khà độc. Nó khà độc Wither. Chắc mình phải dùng nỏ để mình tấn công nó thôi. Mình không thể đánh cận chiến với nó rồi. Nó có thể tấn công cận chiến rất là mạnh luôn. Và khi nó bay lên cao quá thì mình không có thấy được nó. Giống như là nó đã tàn hình vậy. Wow. Căng thẳng gì? Nó bay đi mất rồi. Lúc mà nó tấn công những cái đòn kiểu như thiên thạch rơi giống như vậy á, thì mình sẽ để ý dưới đất một xíu nha, không là bị trúng chiêu á. Rồi mình sẽ canh lúc mà nó đáp xuống thì mình sẽ tấn công nó. Đây nè, nó đáp xuống nè. Tấn công liền. Né ra. Đây. Mình biết ngay mà. Tại vì khi mà mình đánh cận chiến thì nó sẽ khà cái hơi độc quy đờ vô mình á. Cái hơi thở rồng này hơi bị mạnh. Wow, con boss này có vẻ căng hẳn á. Coi đi. Cận chiến biết được không? Ui, nó bay tiếp rồi. Nó bay lên cao quá, mình không thấy được luôn. Rồi, nó đáp xuống. Cơ hội cho mình. Né ra. Đây. Nó khà hơi thở kìa, thấy ghê chưa? Bắn liên hoàn cung luôn. Cố lên. Mũi tên mình còn có 15 mũi thôi. Mình phải thật là tiết kiệm khi mà tấn công mới được. Không biết là đủ sức để tiêu diệt nó hay không nữa. Nó chỉ còn có 1/3 cây máu thôi à. Hồi nãy giờ mình đang làm rất là tốt rồi. Cố lên. Duy trì. Cần chiến tiếp. Ôi, nó bay tiếp rồi. Khó xơi con này thiệt á. Né đòn. Rồi, đây rồi, thở tới. Nó cứ canh lúc mình lại gần là nó bay lên à. Khó chịu thiệt. Né. Rồi nó đáp xuống nè. Cần chiến đó. Chạy ra. Nó, mình tránh cái đòn hơi thở của nó thành công rồi. Tiếp tục. Ui, lần này thì né không được. Mình sẽ gán đánh thêm vài cái nữa. Cố lên, mình có thể làm được. Được không? Nó chết rồi kìa. Ôi. Xui vậy. Trời ơi. Mình với con boss ngang tài ngang sức rồi. Bác này đi ra chỗ khác. Cái giường của người ta mà ngủ hoài. Bực nha. Ui, rõ ràng là mình giết nó trước mà. Mà tại sao
Kỳ cục ghê á, cái độc với đời lợi hại thiệt. Đâu để mình qua bển coi coi. Con boss nó có thực sự chết hay chưa nha. Nghi lắm. Hồi nãy mình thấy con boss rồng địa ngục chết hay sao rồi? Ủa nó chết không có để đồ gì hết hả? Ơ, ngộ vậy. What? Nè con boss chết mất tiêu rồi. Rồi nó không thấy để nó để lại đồ gì luôn. Rồi luôn, tụi tháp bự như vậy mà chơi bịp rồi, lừa rồi. Để mình coi, mình khám phá cái lâu đài của con rồng địa ngục này coi coi em. Nó có để lại cái món đồ giá trị gì hay không nha. Mình thấy cái lâu đài này xây hơi bị bự luôn. Mà sao giết boss không có phần thưởng gì ta? Lạ vậy? Vô lý thiệt. Ui đừng nói cái lâu đài này không có đồ nha. Sao giống như lâu đài này không có đồ vậy? Hơi buồn ấy. Đừng nói là không có đồ gì thiệt nha. Rồi luôn. Lâu đài này nó không có cho đồ luôn nè. Lâu đài này rỗng tét hả? Kỳ vậy? Bị lừa rồi. Oh no. Ờ quên, ở dưới địa ngục không có đặt siêu nước được. Thiệt luôn. Su cà na thiệt chứ. Đánh con gồng 500 hiệp cuối cuộc không có được embed gồng địa ngục hay các thứ gì hết. Đúng lừa luôn á. Thôi đi về. Bực ghê. Tưởng đâu chiếc này đánh xong rồi được embed rồng địa ngục cực mạnh rồi. Nhưng không. Nó đã lừa mình à. Cay ghê luôn á. Mà hên là đồ mình vẫn còn á, không có mất gì hết. Mình sẽ tranh thủ mình cường hóa một xíu coi. Coi coi có được những dòng cường hóa gì xịn xịn hay không. Ồ, sắc bén cấp độ 4 luôn nè. Wow. Chắc bây giờ mình để dành kinh nghiệm mình enchant cái dòng sắc bén cấp độ 4 đó cho cây kiếm mình mạnh lên mới được. Hợp lý á. Mình còn 3 viên kim cương hay là mình làm một cây cúp kim cương ta. Mình qua bên địa ngục mình farm netherite xong mình làm kiếm netherite. Xong rồi mình ép sắc bén 4 nữa. Là nó sẽ rất là mạnh đó. Quá hợp lý, quá hợp lý. Rồi chốt vậy đi. Mình sẽ lấy que ra làm một cái cây cúp kim cương. Để đi thăm ngàn mấy cái netherite mới được. Đi qua bên địa ngục đi farm netherite thôi. Đồ ăn còn chút không biết có đủ ăn không nữa. Thôi cứ giữ trước đi. Không ra mình thấy tỷ lệ ra netherite ở bên địa ngục nó cũng không cao á. Hy vọng bữa nay quăng bển mình sẽ lấy về tầm 3 cái netherite nữa ha. Ủa đâu rồi? Đây đây, farm bên đây. Đi. Farm thôi. Thử dần mai nha. Ê. Ủa. Khoan. Trời đất ơi. Hồi nãy giờ mình áp cao một hồi nhìn lại có cục mảnh vỡ cổ đại. Mình vỡ cổ đại nó nằm ở trên luôn ạ. Lắc rồi. Lo đào không để ý luôn á. Được một cục đầu tiên rồi nha. Ở đây nè, cục thứ hai nè. Thời tới. Lượm thôi. Tiếp tục. Ôi tính nhau mình farm cũng hên đó chứ. Đi xíu qua lượm được hai cục rồi. Thêm cục nữa là đủ để làm một cái món đồ netherite rồi. Cố lên nào. Đấy. Đủ luôn. Tính như bữa nay mình farm netherite còn hơn là farm kim cương hôm qua. Hôm qua farm lâu lắm không có được bao nhiêu kim cương hết. Bữa nay farm tí là đủ để làm một cái món netherite rồi nè. Im thật sự luôn. Thôi đi về. Đủ chi tiêu rồi. Giờ mình nung ra cái làm nhẹ món đồ netherite nếu là xong phim. Chúng ta có thể kiểu như là nâng cấp vũ khí rồi. Mình sẽ lấy thêm một cái netherite trong này ra. Dục vô lò nung. Rồi cho nó nung đi. Trong lúc chờ đợi mình sẽ lấy sắt ra ha. Đồ ăn nữa. Rồi. Giờ thì chuẩn bị nâng cấp thôi. Và mình cần phải có một cái bàn rèn đó nha. Bàn rèn hình như là cần hai sắt nè.
Rồi cần thêm gỗ nữa. Để mình lấy gỗ. Gỗ đây, gỗ cần 4 cục á. Rồi đủ luôn. Gỗ nè. Bàn rèn. Này, này, đấy. Xong mình sẽ đặt ở trên cái bàn chế tạo luôn. Đây. Chọn. Ủa sao mình mở cái bàn rèn nó có hiệu ứng xanh xanh gì nữa. Lạ thiệt. Rồi lượm ra ha, mình sẽ kết hợp vụn netherite kết hợp với vàng để tạo thành cái foil netherite giống như vậy nè. Đấy. Và mình chỉ cần nâng cấp thôi. Nhét vô đây. Đấy, mình sẽ lên được cái kiếm netherite 8 sức tấn công. Giờ thì còn thiếu kinh nghiệm để enchant thôi à. Kinh nghiệm thì khá là dễ, mình chỉ cần tích cực farm các thứ là được à. Nên cũng không quá khó ha. Ngoài ra thì mình muốn trao đổi thêm với bác dân làng thủ thư đâu rồi ta. Ủa bác ấy trốn đâu rồi? Đây. Kiếm thêm chút đỉnh thôi. Đây. Mình được trao đổi với bác này khá là nhiều ha. Mía thì có đầy mà. Trao đổi luôn. Và cũng được thêm kinh nghiệm nữa. Rồi bây giờ bác ấy sẽ bán những quyển sách gì đây? Ồ, kiếp tiết cấp 3 là bác ấy bán mình một quyển sách mới nè. Gán đổi đi. Có đủ không? Trời, bây giờ có vẻ đổi hơi khó nha. Rất là lâu để lên luôn. Mình mua cái này thì may ra lên nhanh nè. Nhưng mà hơi tốn ngọc lục bảo. Thôi đầu tư luôn biết sao giờ. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi xong phim. Bạn ấy đã lên cấp 3 rồi. Và bây giờ là bán cho mình quyển sách gì đây? Đẩy lùi. Tưởng đâu sách gì. Ai về sách đẩy lùi à. Lỗ rồi. Thôi kệ đi. Cũng được thêm một chút kinh nghiệm. Thôi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cường hóa vũ khí các thứ lên ha. Và giáp thì cũng đã hư rất là nhiều rồi. Thôi chắc mình sẽ sửa lại quá. Hay là chế tạo giáp mới ta. Bây giờ mình làm cái đe thì nó lại tốn sắt. Sắt thì mình cũng còn nhiều nè. Thôi mình làm cái bộ giáp mới đi. Giáp mới có vẻ ngon hơn á. Chứ sửa mất tốn làm cái đe nữa. Farm mấy cái con quái nó xuất hiện ấy. Nó khá là mau hư giáp luôn. Rồi. Vậy là nhanh nhất. Đó, nguyên một giáp mới. Giáp cũ cất vô đây. Lỡ có ngụm của tỏi còn giáp cũ mặc đỡ. Rồi, mà chắc chuyện xui gửi đó không xảy ra thêm lần nữa đâu. Mình sẽ tiến hành enchant cây kiếm của mình. Ok. Hồi nãy cố gắng thấy sắc biến 4 mà bây giờ lại thành sắc biến 3 rồi. Lừa thiệt á. Ok, enchant luôn. Lên được 11 sát thương và có thêm đánh bật lùi cấp độ 2 nữa ha. Hợp. Còn bộ giáp thì sao? Mình muốn enchant bộ giáp luôn. Bảo vệ cấp độ 4. Ê, bảo vệ cấp độ 4 tốt lắm á. Được đó nhờ. Hay là mình cày cuốc mình lấy cái bảo vệ cấp độ 4 này ta. Chắc phải tầm ngàn nữa quá. Thôi chắc phải tầm ngàn nữa thôi. Mình còn sắt để làm. À đây hơn, vẫn còn sắt. Nhưng mà không đủ để làm một cây rìu rồi. Tiếp tục công cuộc thăm ngàn thôi. Mình sẽ kết hợp vừa đồ sắt với đồ vàng luôn á. Rìu thì mình sẽ làm rìu vàng để đào cho nó nhanh. Đây. Và xong thăm ngàn tiếp thôi. A few moments later. Tổng qua thì có dư được thêm một ít kim cương nào. Mình sẽ đủ để làm một cái ủng kim cương thôi. Dù sao thì nó cũng sẽ tốt hơn cái ủng sắt của mình ha. Nên mặc luôn. Rồi. Giờ thì coi lại enchant coi nó ra dòng gì. Ui, bảo vệ của vật được quả vụ nổ. Cây tê nhờ. Nó lại ra dòng cường hóa mới rồi. Thiệt luôn á. À, cái này nó vẫn là bảo vệ 4 nè. Tốt, mình sẽ lượm cái bảo vệ 4 trước đi. Fire Protection. Protection 2. Bảo vệ 2 á. Sẽ lấy cái ủng kim cương bảo vệ 2. Im. Còn có giảm sát thương kỳ rơi nữa, hợp lý. Bảo vệ 2 tiếp. Wow. Lấy cái áo bảo vệ 2. Và tới cái quần. Quần bảo vệ 1 cũng được. Nói chung là full một cái set đồ này. Có cái nón là bảo vệ 4 nè. Cái ủng bảo vệ 3. Cái áo cũng bảo vệ. Ủa cái ủng bảo vệ 2. Cái áo cũng bảo vệ 2 á. Chỉ có mỗi cái quần là bảo vệ 1 thôi. Nhưng mà với set đồ này thì cũng rất là mạnh rồi đó.
Nó cũng gần full giáp chứ đâu có ít đâu. Ở cái ổn này thì giữ lại làm kỷ niệm. Hoặc là sử dụng cho một số trường hợp cấp bách ha. Đồ ăn, đồ uống thì mình sẽ dự trữ lại một chút. Mà tiếc là mình không có. Hay là mình làm cà rốt vàng ăn ta. Cà rốt vàng ăn thì nó sẽ no lâu hơn thịt bò. Thôi, ăn thịt bò đi. Thịt bò ngon hơn. Rồi, giờ thì mình sẽ trở lại địa ngục. Tại vì ở bên địa ngục á, nó vẫn còn một cái hòn đảo mà mình chưa có khám phá hết. Nên mình muốn trở lại bên đó để mình khám phá cho nó xong luôn á. Còn đúng một hòn đảo ông bển à. Đi, cùng nhau qua ông bển để khám phá nốt cái hòn đảo cuối cùng nào. Hy vọng rằng hòn đảo cuối cùng là con boss này nó sẽ để lại một em bé cho mình nha. Rất là cay luôn, tại vì hồi nãy mình đánh cái con rồng địa ngục thì nó không có để lại bét cho mình. Trong khi con rồng địa ngục đúng mạnh luôn. Ảo thiệt á. Mình sẽ không chịu chấp nhận cái sự thật phũ phàng như vậy. Mình sẽ cố gắng đi qua cái hòn đảo cuối cùng này. Cái hòn đảo cuối cùng này thì không biết là nguyên tố gì đây. Nhìn nó cũng quá trời nhung nham luôn. Hay là đây là hòn đảo nhung nham ta? Cũng có thể lắm. Hy vọng đây là hòn đảo. Ui ui, đây không phải rồng nữa các bạn ơi. Mà đây chính là một cái con chó sói địa ngục. Đây là chó ba đầu. Lava Cerberus nè. Chó ba đầu á. Ui ui, nó tấn công mình. Tấn công cục lửa cơ. Này thì chó sói ba đầu nè. Âu, âu, mình đứng sát vô để có gì đừng có lọt xuống dưới kia. Né nè. Con này nó chỉ biết phun lửa thôi nên mình có thể cận chiến được á. Vô vô vô. Trời, nó phun kìa, nó phun kìa. Chó sói địa ngục, chó sói địa ngục nè. Ui, nó vồ mình. Vồ nè. Ui, nó vồ hơi bị đau luôn. Cắn rồi. Mà tốt nhất là mình đánh cận chiến vậy đi, nó vồ tính ra cũng đỡ hơn là nó phun lửa. Không ổn rồi. Không biết có đánh khô máu với nó được hay không đây. Chó sói địa ngục nè. Tấn công mình cũng luôn. Ui, nó phun lửa mình. Phun lửa nè. Mình sẽ cận chiến đó. Ồ, mình đã kết liễu được nó rồi. Yes. Ủa nhưng mà Không có bét rơi ra hả? Mình thấy có một điều gì đó sai sai là hai cái hòn đảo bên địa ngục đều không có rơi ra bét nha. Chỉ có ở trên rơi ra bét thôi. Lạ thiệt. Mà không tệ. Mình lượm cái đầu của con xương đen trước đây. Mình thấy đây có hai cái đầu nè. Lượm trước hai cái đầu này. Kiếm kiếm thêm cái nữa coi. Còn cái nào nữa không vậy? Sukana luôn. Không có rồi. Nó có đúng hai cái đầu à. Cay thiệt á. À bây giờ mình muốn qua cái đảo kết thúc á. Là cái đảo bên kia kìa. Trên này nó còn một cái đảo dẫn tới cái cánh cổng kết thúc nữa. Nếu mà muốn có được những con mắt đó thì chắc mình phải đi vô phía trong sâu hơn của địa ngục. Để mình farm những cái anh Enderman á. Cũng như là kiếm một cái pháo đài địa ngục để mình làm một cái... Không, nó chính xác hơn là farm những con quỷ lửa để làm một cái mắt của Ender. Mình nghĩ chắc mình phải vô đất liền thôi. Ồ không, vô sâu hơn trong địa ngục chứ. Hết cách rồi. Ban đầu là mình tính là chỉ đi tìm pháo đài địa ngục thôi, nhưng mà mình phát hiện nó còn có một cái basin nữa. Nên mình quyết tâm là mình vô basin luôn. Ôi, ở dưới có Enderman kìa. Nice. Ôi, nhưng mà có gát nữa. Ôi, gát ơi, bình tĩnh gát ơi. Chuyện đâu còn có đó nha gát. Gát trong đây hung dữ lắm. Tốt nhất là mình không nên để gát thấy mình trước đâu. Nếu không muốn bị gát xử bắn. Rồi. Quan trọng hơn bây giờ là làm sao đáp xuống dưới mà vẫn còn sống nè. Ủa, Enderman rồi, đáp mới thấy mà. Anh Enderman đầu tiên mà mình thấy đó. Rồi, Enderman đâu. Đi rồi Enderman. Khùng áo vậy Enderman luôn. Enderman. Vô đây. Xin một con mắt.
Được một cái ngọc Ender để làm mắt Ender rồi. Nice. Cô Lý, cô Lý. Mới vô thôi là đã rất là ngon rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ đi vô cái bay xanh nào. Bay xanh này có vẻ bự đây. Trời ơi, kiếm thêm Netherite á. Kiểu quá trời bự luôn. Hấp dẫn, hấp dẫn. Và không có lo về vấn đề thiếu ngọc Ender đâu. Tại vì dưới địa ngục á, Enderman xuất hiện rất là nhiều luôn. Tần suất xuất hiện nó rất là cao á. Nên bây giờ mình cứ khám phá trước cái bay sành này đi ha. Rồi một xíu tìm Enderman sao cũng được. Rồi đi. Ui, trong đó có quá trời mấy tên Bitlin hung bạo luôn cơ. Đang chơi Skyblock một hồi chuyển sang đi khám phá địa ngục luôn ạ. Sợ mình thiệt. Ui dạ. Sẽ tranh thủ mình đi. Đi qua mới được. Hy vọng là mấy thanh niên này không thấy mình. Bây giờ mà thấy mình là hơi bị mệt á. Vô 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 vô. Tới nơi, tới nơi. Nhưng mà cũng phải cẩn thận. À, Bích Linh thông bảo con này hung lắm. Lại đây, lại đây. Mình sẽ canh nó, nó lại thì mình mới quýnh á. Mình không nên thổ báo đâu. Ui, đó, tiếc chừng, tiếc chừng. Biết ngay mà. Mấy con này ghê lắm. Trời ơi, nó bắn chết đằng anh em của nó luôn rồi cơ. Đừng có manh động đâu. Mấy con này manh động quá. Nè nè, có rung, có rung, có rung. Thời thới, lẫm. Quét sạch đồ của bọn chúng luôn. Wow, 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 wow. Đông vậy. Chết rồi, nó kéo 500 anh em nó vô rồi. Một mình phải đối đầu với 500 anh em của bọn chúng. Này, đi ra, đi ra, đi ra hết. Đi ra đi. Chơi mà kéo hội đồng vậy. Trời ơi. Chơi kéo 500 anh em ra, quýnh mình chứ. Mình chuồn trước, mình chuồn trước. Bố được, à có vậy. Trên này còn rương nữa nè. À, láo, láo đấy. Con nào sung sung. Mình sẽ chặn đường lên của chúng chút, bọn chút. Có thêm khói vàng. Các diệm đạch các thứ nè. Hướng bên này còn rương không? Bên kia còn khói vàng nữa cơ. Nhiều khói vàng vậy. Ba cua. Lút đồ. Tiếp tục qua đây. Mình sẽ quét sạch căn cứ bọn chúng luôn. Cho bọn chúng nghèo gớt mồng tơi luôn. Đây mình thấy còn khói vàng nè. Hốt hết, hốt sạch, hốt sạch. Không cho bọn chúng còn cái nệt. Đây đây đây, mình thấy có vàng rồi. Từ 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 từ, thấy thì cũng phải từ từ thôi. Đừng manh động. Hốt sạch bọn chúng, hốt sạch bọn chúng. Vô. Còn gì nữa không ta? Ê, bên đây còn rương, bên đây còn rương. Tới, 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 tới công chuyện, tới công chuyện. Vẫn chưa có Netherite. Chắc là những cái rương ở phía trên mới có tỷ lệ gặp Netherite quá. Ở dưới chỉ là vàng thôi. Không biết cái rương ở dưới này mình đã loot chưa ta? À, cái rương này mình chưa loot nè. Được. Còn có búa địa ngục nữa, lượm luôn. Có gì mình nấu thuốc ha. Đây còn cái rương không biết loot chưa. À, hình như loot rồi. Hồi nãy mình đi từ hướng đó qua mà. Ok, bây giờ mục tiêu của mình là đi lên tít trên kia nha. Mình hy vọng là trên đó nó sẽ có thật là nhiều đồ Netherite cho mình. Ê. Đi đường nào lên cho gần ta. Tại mình lỡ đổi ra hết mấy cái phiến rồi. Nên đặt kiểu chồng đi lên thì nó hơi uổng. Mình sẽ kết hợp vừa đi vừa ba cua ha. Để rút ngắn thời gian hơn. Rồi. Qua đây, rồi gần tới rồi nè. Lên đây thì mình sẽ thám thính thử. Có rương nào cất không? Nếu mà bên đây không có rương Netherite thì mình phải qua tò bên kia á. Bên kia mình thấy còn bự lắm. Để có cơ hội tìm được Netherite ha. Nè, bên đây có cục vàng nè. Lượm trước đây. Nghĩa nghĩa ở dưới nữa. Không có rương. Ok, như vậy thì mình sẽ qua bên kia đi. Bên kia kiếm thêm cơ hội gặp Netherite nè. Với những cái món đồ cường hóa tốt tốt nữa. Đi. Đừng lên hơi trong gai nha, mà chỉ cần bất cẩn một xíu thôi là lọt đó. Ở dưới là nhung nham đấy, không phải nước đâu. Lọt là hơi mệt. Thôi, nhìn cái này cũng quen quen nên mình không sợ đâu. Mình cũng khám phá mấy cái bay sành này khá là nhiều lần rồi. Đó. Ok.
không có đồ xịn chân vậy, toàn vàng các thứ không phải. What? Buồn nha. Nó không cho mình bất kỳ một cái vụn nether rai nào luôn. Gì mà nghèo dữ vậy? Nè. Chết rồi, mình đã nghèo rồi, gặp mấy cái thanh niên ở trong đây còn nghèo hơn mình nữa. Trời ơi, tới công chuyện thì chứ. Mình đi đột nhập nhầm chỗ rồi, chỗ này bọn chúng nghèo rất mong tới hả? Thôi kệ đi. Có còn đỡ hơn không, có táo, có vàng để mai mốt mình làm táo vàng mình ăn ha. Mình vẫn còn hy vọng ở dưới sẽ còn đồ cho mình á. Đi theo mình, đi theo mình. Theo như mình biết thì ở dưới này cũng có tỷ lệ có đồ á. Qua đây trước, qua đây trước. Từ từ, không có gì phải vội hết. Đúng không, đúng không? Đây có đồ không, đây có đồ không? Gì đây, cái gì đây? Trời, con gắt ở trên nó bắn xuống mình. Con này láo thiệt. Định để ám sát mình. Thôi là mình nghe nó la lên. Gì nữa đây, gì nữa đây? Đừng mà. Please. Tại con gắt không á, làm mình bị quýu. Suýt nữa thì đi nữa rồi. À, con vàng nè. Nice. Thì ra nó còn ém vàng ở đây. Không biết nó có ém netherite không ta. Nó có ém vàng chắc là nhiều khi nó cũng có ém netherite á. Một đống vàng luôn. Ui, xịn vậy. Ui, lạc trôi vô đây một xíu mà lụm được cả đống khối vàng luôn nè. Liệu rằng bọn chúng có ém nether rai dưới này không? Cùng mình tìm thử nha. Mình nghi là nó cũng có thể ém nether rai trong những cái ô này nè. Nghi thôi nhưng mà không biết có chính xác hay không. Ồ, có đường đi, có đường đi. Có đường đi. À, cái đường này là đường đi ra. Ờ, như vậy thì hết rồi. Tiếc thế. Thôi kệ đi. Mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi săn Enderman của mình nha. Tại vì mục tiêu chính của mình là đi săn Enderman mà. Nè, có Enderman nữa nè. Mình nói rằng mà qua đây là rất là dễ gặp được Enderman luôn. Ui, không có Ngọc Ender. Chắc mình phải tìm những anh Enderman khác thôi. Hồi nãy giờ mình chỉ farm được có một cái Ngọc Ender. Rất là ít luôn. Chịu khó ha. Qua đây tầm 50 phút là chắc gặp được thêm vài anh nữa đó. A few moments later. Trời ơi anh ơi, anh tele kiểu này xong rồi. Tele vô cái hồ lava. Bó tay Enderman luôn á. Rồi bây giờ tele xuống dưới này sao giết anh ấy. Muốn đánh nhau với anh phải. Phải rước anh nữa, mệt ghê luôn á. Rồi vô đây. Cục vàng. Đó. Muốn lụm được ngọc của ảnh rất là khó luôn. Phải rước ảnh các kiểu nữa. Mệt ảnh ghê á. Bữa nay mình đánh bại hai cái con boss bên địa ngục nhưng mà không có một em bếp nào mang về hết. Rất là đáng tiếc luôn. Và mình cũng đã được phân nửa chặng đường để săn những cái ngọc Ender rồi. Mình còn thiếu thêm 6 cái ngọc Ender nữa là đủ 12 cái. Và mình sẽ cố gắng tìm một cái pháo đài địa ngục gần nhất trong thời gian sắp tới để mình chế tạo thành những cái mắt của Ender ha. Rồi, mong rằng những chiến quái sau thì mình sẽ may mắn hơn. Cũng giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chiến khám phá kế tiếp. Bye bye.